Hoa Lan Hà Nội xin chào các bác nhé. Hôm nay ngày 14 tháng 5 thì em sẽ lên mặt hàng giá thể trồng lan và sản phẩm gồm có là vỏ thông này, rêu, thuốc thối nhũn và thuốc kích rễ nhá. Thuốc kích rễ này thì hôm nay sẽ là mặt hàng tặng. Đó, và em sẽ bán những cái đơn hàng nhỏ ít tiền để cho mọi người dễ mua nhá. Với cái vỏ thông ấy thì nhà em có 3 size, đây là size to nhất em làm mẫu thôi. Ngoài ra thì còn có size nhỏ, nhỏ vừa và size hạt đỗ ấy. Đó. Thì vỏ thông hôm nay em bán với giá là 125.000 cho 5 cân vỏ thông nhé, 5kg vỏ thông này. Đó, và bao ship toàn quốc cho mọi người. Bao ship toàn quốc, đây là cái loại vỏ thông gần như là xịn nhất rồi, được xử lý rất là kỹ. Về nhà mình chỉ có sẵn trồng thôi, đẹp, mịn, xử lý kỹ, về nhà sẵn trồng. Thứ hai là rêu. Rêu này thì nó là rêu rừng nhá. Rêu rừng trồng thì nó giữ ẩm rất là tốt. Với rêu này thì em sẽ bán là 150 cho 2 cân nhá. 150 cho 2kg, bao ship toàn quốc. Thứ ba là cái gói thuốc chống thối nhũn Kim Kim Bun. Gói này thì mùa này rất là cần thiết. Đấy, tại vì là mùa này thì nấm bệnh nó nhiều. Gói này phun rất là tốt và hiệu quả cực kỳ cao luôn. Đó. Và tiếp đến gói này bán với giá là 35.000 nhá. 35.000 một gói này. Và tất cả các cái đơn hàng ngày hôm nay thì em đều tặng các bác một cái lọ kích rễ Biorot nhá. Đơn hàng nào cũng tặng. Bất kỳ đơn hàng nào nhá. Tiếp đến em giới thiệu luôn cái chậu mà đang đựng cái giá thể này là cái chậu bí này. Chậu bí này là chậu bí cỡ phi 20 này. Đấy, chậu bí phi 20. Chậu này em bán với giá 10.000 nhá. Về mọi người treo lên cũng được mà thậm chí mình để dưới đất cũng được, nó có mấy cái chân này. Đấy, để dưới đất cũng rất là đẹp. Mà hình thức chậu này thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Rất đẹp luôn nhá. Nhựa thì bền chắc. Này, bóp không méo luôn. Đấy, không hề méo luôn. Nhựa này rất là tốt. Về nhà chậu này mọi người dùng thậm chí nó còn bền hơn cả chậu gỗ ấy. Đó. Đó là tất cả những cái sản phẩm của nhà em hôm nay nhé. Em nhắc lại này, vỏ thông 125.000 cho 5 cân. Đó, lấy size nào cũng được. Rêu 150 cho 2 cân. Gói thối nhũn Kim Kim Bun 45g này, 35.000. Đó, và tất cả các đơn hàng thì em đều tặng kèm một cái lọ Biorot như thế này nhá. 125, 150 bao ship. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhá. Em chào các bác.